Có ngồi xuống à. Hai vợ bằng trang ha, làm như con vợ lớn ăn trúng gì hung hùng đâu mà ngồi thấy gậu quá trời à. Phải không? Tại nó chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm hả? Bớt cơm bán đi. Nó ăn cho giấc sáng rồi, nó không chịu ăn. Chừng bá tối rồi bá không bá xỉu đó. Có nó ăn cháo rồi nó không chịu ăn. Chết cháo rồi ha. Cháo mà không ăn nữa ha. Trời ơi. Tại mình anh mà anh làm tới hai bà nên cái răng anh cũng sớm. Như hai bà có gụng răng đâu. Hay bà vợ có gụng đâu. Bởi vì tôi nhức quá tôi bẻ. Bẻ luôn ha. Sao mình không mua thuốc uống mà nhức quá để. Sâu ăn bị ăn kẹo hồi nhỏ đó. Sâu ăn nhất bẻ. Con cái là phân công hay hết chứ. Tức là chị đi làm còn vợ nhỏ thì ở nhà nấu cơm rồi rửa chén luôn phải không? Hay giỏi. Rồi đi chợ ai đi? Đi chợ rồi tôi đi. Anh đi chợ hả? Trời ơi, anh biết, đi chợ. Biết mua đồ không? Biết chứ. Là phân công biết ha. Rồi ở nhà đi ai làm quyền? Bà lớn quyền ha. Bà lớn là quyền ha. Bà lớn là bà lớn là sợ bà lớn không? Không sợ ha. Bà lớn là cụ. Bà lớn là quyền quán sao bà lớn? Bà lớn là quản gia. Bà lớn là hoàng hậu đó. Đúng rồi, bà lớn là hoàng hậu. Kêu bà vợ xuống ngồi trước đây nè. Bà không kêu đâu. Chịu. Để bà ngồi đó đi. Chịu. Anh để chị hàng đời mà hàng đâu. Có hàng hốt hai bà hàng đâu. Tại sao mà nhỏ? Bị gì hàng bạn ở ngoài Hà Nội vô. Nó vừa ngoài bị cây súc đè chứ. Rồi đi đám ma nó ngoài gài mấy bạn cây xăm giùm chơi. Đang đợi gì giờ? Là đời về làm gì hẳn? Đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ anh phải để là yêu đời cũng được. Đổi lại. Yêu đời. Tại sao trong hai bà này nói chứ? Bà anh yêu đời anh yêu súc là bà này, bà này bỏ bà đi đó. Nhắn vậy nè. Đời là sung sướng. Đúng không? Anh nhắn lại đi, đời là sung sướng, nhắn chữ cái này xong hồi lúc nhỏ xíu nè. Đi ngoài Hà Nội á, đi với anh bạn. Từ nãy giờ anh được mấy đời vợ rồi? Nè có đời một nè. Là gặp bả tới giờ rồi ha. Giờ mới có một bà này nữa đó ha. Vì lúc trước là chưa có ai hả? Chưa có, lúc đó còn con trai. Con trai ha. Vậy là anh với cái người vợ đầu tiên là gặp nhau là bao nhiêu tuổi, năm bao nhiêu tuổi? Năm 21 tuổi. Anh 21 tuổi ha. À, lúc 21 tuổi. Chị, anh 21 tuổi thì lúc đó chị mới chừng 16 tuổi gì hả? 20 hả? Sao nãy anh 52 chị 46 mà? Thì lúc 21 tuổi đó tôi. 21 tuổi là chị có 15 tuổi. Không, không có tuổi. Chị mới 15, 16 tuổi thôi hả? Người cái xuồng đó là anh đi mua dây chai đó ha. Cái lụm đó đâu có mua. Tại đâu mua dây chai. Lụm dây chai ha. Lụm sao? Anh đi lụm sao không? Dành dành đấy không ạ? Qua sông trả lại. Cũng như là lụm những cái rác mà nó trôi trên sông đúng không? Rồi hai bà có đi theo không? Không. Mình ăn tôi à. Mình đơn này ha. Rồi anh đi vậy rồi anh có dặn hai bà ở nhà sao không? Kêu ở nhà nấu cơm vậy thôi. Không không có phân công hả? Kêu nhà nấu cơm ha. Trời ơi. Bây giờ đi bán số rồi, hai bà bán số, anh đi bán số rồi sống khỏe đó. Bán số à, em sợ ế lắm. Ế ha. Bán đâu nhiêu người phát cho người trăm vé là 300.000. Ngày kiếm 300.000 sống được rồi. Mà bà bán đó. Sợ bị giật hoài gì? Giật. Thôi đừng bị... sợ gì, đi sợ gì sẽ làm ăn được. Thầy ha. Thầy không? Nè, sao nó đòi theo rồi được không? Nhi. Chịu anh đó không? Chịu. Đó. Đó. Tôi giữ đó. Như vậy. Thôi, thôi. Chạy chạy. Hỏi ông Lê, ông ơi chịu không? Cho không? Hả? Đó. Chịu ai là không? Không. Dám đụng cho tôi. Gặp là ớn liền rồi đó. Bà lớn nhà bà nhỏ nè. Dạ, người á. Đây là bà nhỏ nữa nè. Đó trong tôi ông nội cái bà nhỏ. Cử liền. Trong ngõ bà này có mà hai cái chuỗi bà này không có là sao ta? Chia cho bà ăn chiếc mà được chứ. Có mà nó lột bỏ trong hộp hết rồi. Sao kỳ vậy? Nó giặt đồ sợ tội. Giặt đồ sợ tội ha. Cũng biết quá trời ha.
biết chứ. Bữa nay nhà có đám cưới là thấy anh em YouTube tới đông vui dữ vậy anh. À, đâu có đám cưới đâu, đám cưới đâu. Hôm nay tải tiệc. Đâu có. Đó giờ anh có cưới vợ này chưa? Thì cưới mình anh này nè. Làm anh cưới luôn nha. Ờ. Bây giờ mình làm đám bà này nó đi. Ồ. Để tiệc đi, tiệc đi. Bữa làm đi anh em YouTube giúp đỡ nha. Ừ. Bữa nào mình làm đám cưới đi. Làm cưới đi. Làm năm bàn thôi được rồi. Thôi vậy để vậy đi chứ bây giờ tiền bạc chú không có tiền khổ lắm có đại gia đó ngồi đó à. Tài trợ từ anh giúp luôn đó à. Đó thấy không hay đó đẹp trai đó anh mà là hô lên tiếng là lo hết tài thợ cho anh hết sao sao được không chị đẩy có hàng chịu là làm nhóm cứ không chị nói em tí em biết trước nhanh nha để tổ chức cho đó à, thấy chưa tiền là anh tự trả bữa nay giờ tới cơm chiều chưa? 3 giờ đúng không anh? 3 giờ ha. 3 giờ mới cơm chiều ha. Bữa nay sao chưa nấu cơm nữa? Nấu rồi đó. Ăn nấu. Cơm sáng đó. Nấu rồi mà chiều có nấu không? Có. Chiều mới nấu. Ừ. Mỗi lần nấu mấy lon gạo? 2 lon rưỡi. 2 lon rưỡi gạo. Gạo người ta cho mình không mua? Ta cho mình đấy. Cho ha. Gạo từ thiện cho. Ừ. Nhờ cô bác ở đây tương trình giúp đỡ. Ừ. Cho gạo ăn hàng tháng. Ăn đủ không? Đủ. Đủ ăn nha. Gạo đủ ăn nha. Đi vô mất tiếng đèn điếu. Ừ. Hết gạo ta đem lại, hết gạo ta đem lại ta cho. Ừ. Cái đâu phải là mình đi lại tới nhà ta mình xin đâu. Có. Có bút bự không? Anh năm nay được bao tuổi rồi anh? Năm 2 tuổi rồi. Năm 2 tuổi hả? Rồi. Còn mà bà lớn nhiêu tuổi nè? Bốn 46. 46 rồi. Không vô và đổi kiến liền đó không có đường. Ôi, năm 2 tuổi còn sung quá à. Hai bà luôn à. Tối biết có qua thằng nghĩa vụ được không ta này hỏi vui thôi ha à. Nghĩ này ai biết đường đó vậy á biết chưa có nghĩ vậy không nghĩ không lắm rồi mai là nghĩ có mấy đứa con à chứ không nghĩ chết luôn rồi à. Còn ghẻ ơi, Thắm à, con làm gì vậy Thắm? Vậy kêu bà vợ xuống đây ngồi luôn. Xuống đây ngồi nè cô ơi. Ngồi chung với à. Ờ, ngồi chung với con ghẻ kìa. Bà vợ. Bà vợ. Bà vợ đó. Bà vợ. Nghe chứ đừng nói bà này bà lớn. Bà này bà khổ chứ. Bà đó là bà cá đó. Bà cá. Bà cá. Ờ, bà cá. Ờ, giữ giờ ba bà luôn đó. Giữ chưa? Bà cá đó. Bà cá. Bà cá. Chơi ba bà luôn. 11 bà vợ bên đây ngồi đây nữa là cho đủ đủ rồi. Chúng nó kêu bà vợ kia về ngồi bên nữa. Lâu lâu rồi mới lên. Bà vợ già lắm. Bà kia già. Già hơn con ha. Già hơn mấy năm rồi luôn. Bà mới đi không nổi. Đi không nổi luôn hả? Vì sao bà bơi xuồng ở đây được? Bà bơi xuồng hay lắm. Tôi đó chấp nhận nhờ mà xuống. Không không chấp nhận hả? Hồi nãy mới nói miễn cưỡng chịu đi hả? Mới nãy cô nói miễn cưỡng chịu bây giờ không anh này, cái anh này đâu phải là con của cô đâu mà làm xui ừ. Không phải con dễ mà dễ chứ đâu phải con đâu con dễ quan trọng là con gái chịu được rồi hết con hết chị quan trọng là con gái trưởng kìa gái trưởng chịu là được rồi như bà lớn thì lần cả lấy gói thuốc anh gói thuốc trên đầu đủ rồi đưa anh đứa đó rồi rồi coi vậy anh cũng đào hoa hơn em luôn á với hai bà mà hòa thuận không cãi nhau ha cũng như bà lớn với bà nhỏ nè anh thấy anh làm mà nào cảm giác nó dữ hơn bà nhỏ cảm giác hay hơn quên ha tại tại bà nhỏ bà mới ha mấy tủ rồi mấy tủ rồi tủ rồi nói gì không sợ bà lớn buồn hả buồn ấy vậy tại bà chấp nhận mà chẳng gì nữa đã đi kiếm về cho ảnh mà chẳng lo cơm nước phục vụ rồi khích gịch không anh mới đầu gì khích gịch không khích gịch rồi bà lớn chắc lỏng le ha Thắm à mẹ con đứa con xuống đây à, dạ ba mày không nghe Thắm tên gì quên này anh tên gì Dũng tên Dũng ờ anh Dũng bà lớn lỏng le hay vậy anh Dũng bà lớn là trời ơi Dũng ơi bà lớn lỏng le hả nhỏ cao. Từ giờ ông nói là khích gịch á. Ngồi xuống. Ba là chồng là cha đó. Ừ, gặp bà vợ nó nữa kìa. Bà vợ nghe bà vợ nói chưa? Ba là chồng mà khích gịch. Bà vợ nó ba là chồng mà còn khích gịch. Ba là chồng, hai đứa con. Ba là chồng, ba đứa con rồi. Khích gịch gì? Bà
vẫn còn ghim. Ghim không nói kích gịch. Không nói kích gịch đó. Vậy ba đứa con, đứa nữa đâu? Chung là mấy em... Còn đứa nữa đâu? Cho nó bắt cho nhiều ngoại rồi. Ba đứa bắt cho ngoại ha. Đứa đó là trai hay gái? Gái. Nhiều tuổi rồi? Không nhớ luôn. Ờ, đem nhiều ngoại rồi. Cha nó nhiều ngoại ha. Vậy là chắc bà vợ biết cái gì bà nói lỏng le đó, bà không nói cứ gịch đó, không nói cứ gịch. Bà nói sợ thôi. Nhưng mà mình đá được rồi ha. Hả? Ừ. Ha, vui. Thích được rồi. Ờ. Con ghế cũng xứng đáng ha. Con ghế dữ. Ở đây nó nói chứ, đằng này người ta cũng không chẳng chịu đó. Ừ. Không ai chấp nhận chứ ha. Xuống đây nè con. Thấm miệng không? Là thấm bạn nhỏ nhỏ nè. À. Con vợ nhỏ ha. Con vợ lớn. Ừ. Vợ lớn. Con gái đó, con gái con của anh đó. Thấm bị thấm phổi đâu rồi? Phổi bị đau á, đau bị lao á, bị lao, lao phổi chậm phát triển á, bị lao. Con ăn uống chậm lớn á, cũng dữ lắm. Không có sổ lãi nữa không? Có mà nó cũng vậy à. Có ha. Lớn không nổi ha. Ừ. Nó ho nhiều cái á là nó chảy nước mắt luôn á. Ho vậy ha. Rồi anh không có đi chữa bệnh hả? Có đi mà kiếm thuốc cho nó uống đó, mua thuốc rồi nó uống đó. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ không, nó yếu phổi cái gì đó. Yếu phổi gì đó ha. Yếu phổi ha. Bị lao phổi. Yếu phổi gì vậy? Chúng ăn cái gì hả? Chúng quên đi. Vậy là nữa đâu có chồng con gì được đâu. À. Vì đâu có làm xui ha. Tưởng đâu được làm xui cho này nè. Kẻ đừng nói kìa. À. Đó. Giờ mẹ nó không chịu rồi, giờ tới con luôn. Đó, phái cờ rồi đó. Chịu không? Chịu con ghế không? Coi được không? Được ha. Đẹp trai chứ không? À. Gì nữa vợ vợ anh lại dắt mấy cha con vợ chồng cái lên chiếc xe ba gác rồi đi luôn á. Tặng nó sống mình nó luôn à, nó ăn chọn thôi có nào quay được chứ á. Dắt mày sống lên chiếc xe xe lam á, có chiếc xe lâu ấy lên chạy quay ngon ba gác á, chở gì anh đi vòng vòng thành phố luôn. Trở lên trở lên thầy chùa thịt chó rồi mới vòng về. cái này là bây giờ dắt này hết bỗng dắt hết biết cái gì, giờ YouTube với nhau chơi nhau. Vậy nó bơi xuồng đi kìa. Ừ, không biết đường, nó biết lỗi không? Biết vậy thương nhau không? Đó mà vợ cũng phái nữa không? Em ru mà. Vợ lớn, vợ nhỏ. Vợ vẫn về mà. Vợ vẫn về là vợ đồng ý với hai tay luôn. Chứ đâu phải. Nếu mà Mạnh Thường Quân á tài trợ cho anh số tiền cuối thì cũng vợ nữa anh chịu không? Hết sức rồi phải không? Hết sức rồi. Hết sức rồi nha. Hết sức rồi. Hết sức rồi. Loại một ngày ở ngoài đồng là cái như thành ba ngày. Lỡ không nổi được. Không nổi được ha. Đợi có khi tôi lên mà mẫu tôi nằm luôn, nằm sải tay cho mẫu. Yeah. Tại vì anh mừng đêm anh hoạt động quá mà mừng ngạnh là anh đi không nổi. Đi mặn bụng rồi mới có đồng tiền sống mua cái này cái nọ cho vợ con được. Chỗ anh ở cũng hóng mát quá ha, ở tầng dưới ha. Tầng trên này mình cho mướn hả? Đúng rồi, tầng trên mình mướn rồi. Ở tầng trên cho mướn. Tầng trên cho mướn xe chạy tới rồi lui rồi tầng dưới anh ở. Ở tầng dưới nó mát hơn tầng trên ha. À. Ừ. Nếu mà mưa lớn là nó tạt vô dữ không? Không. Cũng không ha. Đâu có chảy đâu. Mình che hết trơn.